Anh em nào muốn chơi chẵn lẻ banh tự động lên ngay mobip.me, hệ thống chẵn lẻ banh uy tín, giao dịch tự động 24/7, đường link mình để dưới phần mô tả nha. Dâu dâu dâu, bà còn sầu, trong 500 anh em đã quay trở lại của MNG trong series bình luận Pega lên server. Và đây là MNG đến từ server Taiwan. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ bắt môn smart của server Taiwan anh em nhé. Đừng quên 30 giờ ngày chúng ta, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình hãy like, subscribe kênh đều với YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cao em. Luôn được cập nhật đăng tải update thường xuyên trên này. Rất mong là sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho MNG với cả hai kênh đều với mình và đều với YouTube anh em nhé. Đấy. Còn bây giờ thì chiến thôi. Đối thủ đầu tiên của chúng ta, đối thủ đầu tiên của chúng ta là Maxima ở server 158. Đấy, có tư chất 15 luôn. Leona, Clark, Duolon và Single anh em. Nói chung là vẫn đỡ phế hơn Leona anh em. Nói chung là vẫn đỡ phế hơn Leona. Con hàng giấu tay áo như vậy. Có con hàng giấu tay áo như vậy. Con hàng xuống tay áo. この一撃逃さない。この一撃。はい。最高だ。
Luna thế mà lại chém đau nhè. Đau quá, không làm gì được. Ikuzo, kaete miro. Ikuzo. Chém xong rồi chém chảy máu vậy, single không chịu nổi anh em ạ. Đúng không? Chém chảy máu và single không chịu nổi luôn. Và chúng ta có game đấu thua cuộc đầu tiên. Cùng đến game đấu tiếp theo nào. Game đấu tiếp theo, đối thủ tiếp theo của chúng ta. Đó là app của server 21. Athena rồi. Kèo này lại không lấy cửa lắc được, phải lấy giáp như nào. Giáp đu lon chứ chắc ăn được kèo này. Bất biến quá. Athena thì bất biến quá. Athena thì bất biến quá. Athena lại không sợ cờ lắc, không sợ choáng anh em. Athena nó đâu sợ bộ này đâu. Nói chung là Athena nó chả sợ cái gì nhỉ. Nói chung là Athena nó không sợ cái gì. Ikuzo, kiero. Athena nó chả sợ cái gì cả. Nói hết được. Ikuzo, kiero. Na, nó có biết sợ là gì đâu anh em. Sợ là gì đâu. Athena vô hiệu. Athena đã không giải, à giải được hết anh nhỉ, nó vẫn giải được cái, nó vẫn giải được cái, nó vẫn
vẫn giải được cái sai lầm khóa độc chiêu và khóa tuyệt kỹ của Blon. Vẫn giải được hết luôn anh em, không sót cái gì. Giải không sót một cái gì anh em. Giải không sót một cái gì hết. Giáp mình vừa tuyệt kỹ mà nhỉ. Giáp mình vừa tuyệt kỹ mà nhỉ. Sao không có phản lại quay nít lại nhỉ. Phải khóa lên cứ lắc lại mình mới có cơ hội như nhà mình. Nếu là nó giải ra hết thì bằng nhau rồi. Đủ đồ chơi với tem địch. Trước kia đi cứ rồi phải đến rồi cua đúng còn làm lép lại vào khoan. Thua rồi nha. Tôi lo mình phản được phát thôi. Ơi, không kịp phản rồi. Không kịp phản rồi. Đúng con hàng 5 lép đấy. Con hàng giấu trong tay áo thật anh em ạ. Không làm gì được. Khoai ghê. Yuri của server 58 làm lét khó chịu thật sự. Kula, Clark, Kyo. Nó lên Kula rồi. Lên Kyo à. Kyo cơ hội nào để mà thở đây. Cơ hội nào cho bạn thở đây hả Kyo?
Mắt để đi đâu chả thế. Để đi đâu chả thế. Nó bọn đã găm vào người bạn thì các bạn chạy lên quận. Đã găm vào người rồi thì bạn đã chạy lên quận cũng thoát khỏi chúng tôi đâu. Chạy lên quận Hoàn Kiếm. Bạn chạy lên quận Hoàn Kiếm thì mong thoát nạn. Bạn xem quận Hoàn Kiếm ở đâu. Thoát được cái kiếp nạn này bạn ơi. Hơi sâu quá ấy. Kiếp nạn này nó hơi sâu đấy. Kiều dã nó bắt nó lên toàn. Nó đấm nó phát thì phải lắc ngu lắm cả lắc ạ. Ô mẹ vừa dính giảm nộ rồi nhỉ. Nhiều nào mới được rút lại ạ. Múc bình à? Múc đôi băng giá để làm gì? Múc đôi băng giá để làm gì? Gấp đôi băng giá để làm gì? Chơi hệ gấp đôi. Gấp đôi băng để làm gì? Hai băng giá để làm gì vậy? Nào mẹ mày. X2 cung lao để làm cảnh à? Ôi giời ơi, mà lốc cung lao lốc hảo bà thế. Mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nhé. Sửa game và thank you. Bye bye.